Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mời các bạn cùng ship.vn sẽ kiểm tra một kiện hàng đã được ship.vn mua tại Choma Shop, một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Tissot. Kiện hàng này đã được ship đến văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon bằng dịch vụ USPS. Phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ được cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua hàng trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng này đã mất hơn 3 tuần để về đến Việt Nam. Kiện hàng vẫn chưa được khui ra kiểm tra nha các bạn. Đây các bạn có thể thấy hai bên vẫn còn rất là nguyên vẹn băng keo giấy. Bên nước ngoài họ thường sử dụng băng keo giấy để có thể bảo vệ môi trường. Đây cũng là phương châm của rất là nhiều hãng trên thế giới hiện nay. Bây giờ mình sẽ tiến hành khui hộp để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong, cũng như là cho các bạn có những cái góc quay thực tế nhất về mẫu Tissot ngày hôm nay. Đây, bên trong là chúng ta đã có một chiếc sticker quảng cáo của Choma rồi. Hóa đơn của Choma nè. Rồi, rất là đơn giản, là chiếc box chính của chúng ta. Thôi mình sẽ để qua một bên. Choma họ bảo vệ chiếc box của Tissot bằng một lớp túi ni lông mỏng như thế này, hạn chế được bụi bẩn cũng như là mồ hôi tay bám lên trên box. Mình lột chiếc túi ni lông này ra trước khi đeo vào tay vào. Chiếc ni lông này khá là mỏng nha các bạn. Để đảm bảo cho chiếc box chúng ta sẽ không bị bám bẩn bởi mồ hôi tay, mình sẽ đeo vào tay vào. Đây là chiếc box mới của Tissot, khá là nhẹ so với chiếc box cũ rất là nhiều. Chiếc box cũ chúng ta có hai cuốn sách rất là nặng, đó là cuốn sách về lịch sử ra đời cũng như là cái catalog của Tissot thì họ đã loại bỏ đi. Ngoài ra thì cái chiếc box này cũng sử dụng vật liệu tái chế giúp bảo vệ môi trường nhiều hơn. Trên thân hộp thì chúng ta có rất là nhiều logo của Tissot qua các năm, logo họ thay đổi rất là nhiều lần. Giờ mình sẽ tháo chiếc bao giấy này ra. Chiếc box màu đỏ này chính là chiếc box chính của chúng ta. Trên box của chúng ta sẽ có một cái số thông tin trên chiếc tem. Chiếc tem này là của Choma Shop họ dán lên nha các bạn, không phải là tem của Tissot. Chúng ta sẽ có một số thông tin như là tên Tissot Couture Automatic Wide Dial Lady Watch, một sản phẩm dành cho nữ giới đến từ thương hiệu Tissot. Giá niêm yết cho mỗi sản phẩm này là 875 đô. Tuy nhiên là khi các bạn mua qua ship.vn thì sẽ có giá cực kỳ tốt nha các bạn. Bên trong chiếc bóng mới thì chúng ta sẽ có nhà máy của Tissot qua các năm tại thị trấn Lople, thì sở bên trái như thế này, rất là đẹp. Đây chính là nhân vật chính của chúng ta. Bên dưới thì chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng khá là dày, rất là nhiều ngôn ngữ. Sản phẩm của chúng ta thì vẫn còn mới 100% nguyên siêu mặt như thế này. Phía dưới đây, đường chỉ đỏ cho chúng ta thấy là chúng ta sẽ có một cái lớp siêu cây bát nha các bạn. Tất cả đều còn mới 100%, siêu dày nữa nè. Đây, khóa của chúng ta vẫn còn nguyên siêu nha các bạn. Đây, mình sẽ để nghiêng ra các bạn thấy. Đây chính là chiếc siêu khóa của chúng ta. Tạm thời sẽ gấp lại. Giờ mình sẽ mở lớp siêu mặt bên trên ra để có thể review cho các bạn những cái góc quay thực tế nhất. Mẫu Tissot ngày hôm nay của chúng ta sẽ có tên là Tissot Couture Automatic Wide Dial Lady Watch. Mã sản phẩm là T035-207-22-01100. Các bạn có thể đánh chính xác mã sản phẩm này vào trang chủ của ship.vn để có thể mua được với giá tốt nhất. Hoặc là các bạn có thể đánh T035 vào trang chủ để có thể tìm mua các mẫu sản phẩm khác thuộc bộ sưu tập này. Bên trên tab thì chúng ta cũng sẽ có một số thông tin như là số series của mẫu sản phẩm nè. Hoàn thiện bằng thép không gỉ và được mã BVD, Steel BVD, ý nghĩa như thế. 13 có nghĩa là độ khả năng kháng nước 100m nha các bạn. Sử dụng bộ máy automatic nè, sử dụng kính sapphire, đó là những cái thông tin rất là cơ bản trên chiếc tag này chúng ta có được. Rồi, để bây giờ đi nhân vào nhân vật chính của chúng ta. Đường kính của mẫu này sẽ là 32mm với độ dày là 10mm, đây là một dày tương đối là trung bình.
Kính được sử dụng cho mẫu này là kính sapphire, mang lại cho đồng hồ chúng ta cái khả năng chống va đập cao, mặt số và khả năng hiển thị vượt trội hơn nhờ độ trong suốt của sapphire. Bởi vì sapphire là vật liệu cứng nhất sau kim cương, nó thường được sử dụng trong những chiếc đồng hồ cao cấp và khả năng chống xước tuyệt đối. Tinh thể sapphire thì nó có thể ở nhiều dạng và mang lại cho đồng hồ nhiều kiểu dáng khác nhau, như là phẳng nè, hình vòm hoặc là lõm. Thông dụng nhất vẫn là hình phẳng nha các bạn, như trên mẫu này. Vì sapphire rất là cứng cho nên cái việc chế tác những cái hình dạng khác nó sẽ rất là khó, cho nên nó sẽ xuất hiện ở trên một số mẫu cao cấp hơn. Mặt số chúng ta sẽ có một mặt số màu trắng chủ đạo, đi liền với sự tinh khiết, thanh lịch và hoàn thiện. Màu trắng là còn có ý nghĩa là đơn giản và an toàn, rất là dễ dàng kết hợp với nhiều trang phục khác nhau cũng như là sử dụng cho được mọi trường hợp. Bên trên mặt số chúng ta sẽ thấy nè, lòng ngoài nơi chứa những cái cọc số, chúng ta sẽ có một cái họa tiết GOC với dạng là các hình vòng cung, các hình vòng tròn chứ. Đây, nó nối liền nhau thành vòng tròn, khá là mỏng và đẹp, tạo nên cái nét riêng cho mẫu đồng hồ của chúng ta. Bộ kim của chúng ta được thiết kế là kim Dauphine nha các bạn. Đây, nói về kim Dauphine, đây là bộ kim được thiết kế trên đồng hồ truyền thống và lâu đời nhất. Dauphine cũng là một trong những loại kim phổ biến nhất hiện nay. Bởi hình dáng cân xứng hài hòa, kim Dauphine có sự tương thích cao với tất cả các phong cách, không phân biệt nam, nữ hay là độ tuổi. Ngoài ra chúng ta sẽ các cọc số rất là đơn giản. Cọc số chúng ta được các cọc số đơn nha các bạn, và được làm vuốt nhọn về phía đầu hơn. Ngoài ra, để tạo nên sự hài hòa cho mẫu đồng hồ nữ này, do có mặt số khá là nhỏ cho nên là hãng đã thay thế cái cọc số ở góc 3 giờ thành cái cửa sổ lịch ngày luôn nha các bạn. Nó tạo nên cái nét hài hòa hơn. Phần tên thương hiệu cùng với năm ra đời thì vẫn được đặt ở góc 12 giờ rất là quen thuộc. Phía dưới góc 6 giờ chúng ta sẽ có dòng chữ Automatic, chính là tên bộ máy bên trong. Và dòng chữ nhỏ phía dưới góc 6 giờ này chính là dòng chữ Swissmade, nó khẳng định chất lượng đến từ thương hiệu Thụy Sĩ này. Về phần khung vỏ và dây đeo, chúng ta sẽ có một khung vỏ và dây đeo được hoàn thiện hoàn toàn bằng thép không gỉ 316L và được mã PVD màu vàng gold nha các bạn, rất là đẹp. Tổng thể mọi đồng hồ của chúng ta sẽ có một cái tông màu demi rất là sang trọng. Thép 316L đây là loại thép có tính chất chống ăn mòn tổng thể tốt hơn trong môi trường nước biển hoặc là chất lỏng có tính axit như là mồ hôi. Bên cạnh đó thì thép 316L cũng chống lại được các đặc tính từ tính. Bên trong khung vỏ chúng ta được trang bị bộ máy automatic, nó đã thể hiện ngay trên mặt số. Có tên là ITA caliber 2824-2 cho khả năng trữ code lên đến 40 giờ. Về viền benzen, chúng ta sẽ có một viền benzen được mã PVD màu vàng gold và được chế tác đánh bóng rất là sang trọng, cho các hiệu ứng bắt sáng cực kỳ tốt khi chúng ta di chuyển cổ tay. Ngoài ra, trên vỏ đồng hồ chúng ta cũng có các chế tác đánh bóng rất là đặc trưng. Đây, nó bao phủ phần hai bên thân vỏ và sẽ có điểm nhấn là chính là hai điểm khuyết cho như thế này. Đây chính là một trong những cái thiết kế mà chúng ta dễ dàng nhận ra những chiếc đồng hồ đến từ bộ sưu tập Couturier nha các bạn. Thiết kế thân vỏ này là của dòng Couturier của thương hiệu Tissot. Chỉ cần nhìn vào thân vỏ chúng ta sẽ biết được bộ sưu tập của Tissot. Họ sẽ thiết kế riêng cho cái bộ sưu tập, là mỗi cái nó sẽ có cái đặc điểm đặc trưng riêng để chúng ta dễ dàng nhận biết, nhìn vào là biết ngay. Thì đây chính là cái thiết kế này. Phần lót của chúng ta cũng được chế tác đánh phay xước, tạo nên cái nét cứng cáp cho mỗi đồng hồ hơn. Núm vặn chính của chúng ta cũng được trang bị tông màu vàng gold, mã VD màu vàng gold rất là sang trọng và thiết kế được khá là hài hòa trên tổng thể bề mặt đồng hồ của chúng ta. Trên núm vẫn được chế tác đánh bóng, cùng với đó là logo chữ T rất là quen thuộc, tăng độ nhận diện thương hiệu cho Tissot rất là nhiều. Về dây đeo, chúng ta sẽ được thiết kế dưới dạng 5 chỉ, 2 chỉ giữa sẽ được mã PVD màu vàng gold. Dây đeo thì chúng ta sẽ được đánh bóng toàn bộ nha các bạn, mang lại cái điểm nổi bật cũng như điểm nhấn trên tay của người đeo, đặc biệt là phái nữ chúng ta. Khi đeo thì khi chúng ta di chuyển cổ tay, các chế tác đánh bóng này sẽ cho cái hiệu ứng bắt sáng rất là đẹp, gây thu hút người xung quanh rất là nhiều. Phái nữ thì họ rất cần những sự tinh tế như thế. Khóa được sử dụng cho mẫu này sẽ là khóa bướm với nút bấm rất là tiện lợi. Trên khóa chúng ta cũng sẽ có tên thương hiệu Tissot cùng với năm ra đời 1853. Đây, chiếc nút bấm này mình bấm nhẹ nó sẽ bật ra. Tất cả đều còn nguyên siêu nha các bạn có thể thấy. Dù chi tiết nhỏ nhất của phần khóa như nút bấm chúng ta vẫn còn siêu, rất là chắc chắn. Về phần cây bách thì chúng ta sẽ có một chiếc cây bách xuyên thấu lỗ máy như thế này, rất là quen thuộc trên các mẫu đồng hồ Tissot, đặc biệt là các đồng hồ cơ. Chúng ta sẽ có các thông tin xung quanh viền của cây bách như là tên thương hiệu Tissot này, hoàn thiện bằng thép không gỉ, kính sapphire, khả năng kháng nước. Về khả năng kháng nước, mẫu này sẽ có khả năng kháng nước là 13 là 100m nha các bạn.
đủ để các bạn có thể yên tâm đi mưa, rửa tay, thậm chí là chơi một số môn thể thao dưới nước. Tuy nhiên thì chơi thể thao dưới nước thì mình sẽ khuyến nghị các bạn là không nên sử dụng chiếc đồng hồ thời trang của chúng ta, mà chúng ta cần trang bị cho mình một chiếc đồng hồ với chuyên dụng riêng, đặc biệt đó là dòng diver đó các bạn. Nó sẽ được trang bị cái núm drill down cùng với đó là các gờ bảo vệ núm vặn để tối ưu hóa khả năng kháng nước của đồng hồ, giúp cho chúng ta yên tâm chơi thể thao. Còn đối với đồng hồ này, chúng ta chỉ nên đi mưa, rửa tay, và khả năng kháng nước 100m của đồng hồ trên chiếc đồng hồ này thì cũng khá là cao. Tuy nhiên thì tiếp xúc với nước thì mình vẫn khuyên các bạn là nên đảm bảo những cái yếu tố như là núm đã vặn đóng chặt nha các bạn, hoặc là khi là tiếp xúc với nước là tuyệt đối không sử dụng núm vặn luôn, tránh trường hợp nước theo cốt ti vào trong máy gây hư hỏng của máy của chúng ta, lúc đó chúng ta lại tốn phí nữa. Về cái khả năng kháng nước và bụi bẩn trên mỏ đồng hồ này thì Tissot luôn họ luôn kiểm tra khả năng chống lại các tác động và áp lực của đồng hồ, cũng như là sự xâm nhập của chất lỏng, khí và bụi bằng cách tạo ra các điều kiện thực tế luôn mà đồng hồ có thể gặp trong quá trình sử dụng. Đó là cái quá trình mà họ kiểm tra. Rồi, đó là một cái số góc quay thực tế cũng như là những chia sẻ của eShip.vn về thông tin của mẫu Tissot ngày hôm nay dành cho những bạn nào đang quan tâm. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.